quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, vụ việc tàu câu mực bị chìm khiến 13 ngư dân mất tích đã gây nhiều sự chú ý của dư luận. Đặc biệt, những khuôn mặt sầu não, những giọt nước mắt đã rơi ở những ngôi nhà nơi cắp biển của các ngư dân. Mỗi phút giây trôi qua và lúc này đầy nỗi lo. 13 ngư dân chìm tàu mất tích vẫn còn đâu đó giữa biển. Những lời nguyện cầu biển mẹ bao dung phát ra thành tiếng. Trước đó, Sở Chỉ huy Tiền Phương tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, sáng đèn suốt đêm. Hoạt động chỉ đạo tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên vùng biển Trường Sa được triển khai gấp rút. Lực lượng tìm kiếm xác định, 24 giờ, tính từ 14 giờ ngày 17 tháng 10, chính là khoảng thời gian vàng có thể ứng cứu các ngư dân. Cách Sở Chỉ huy 3 km, nơi căn nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ ngập nước, chị Phạm Thị Liên, 39 tuổi. Tay cầm chặt điện thoại. Là vợ ngư dân, chỉ biết mỗi phút trôi qua, cơ hội sống sót của chồng càng mong manh hơn. Một chuyến câu mực kéo dài hơn 2 tháng. Những người hành nghề câu mực ở Trường Sa nhiều hơn ở nhà. Chị Liên mang bầu 7 tháng, anh Pháp chỉ ở bên được vài tuần. Hơn 10 ngày trước, tàu QNA90129TS với 54 ngư dân ra khơi chuyến biển cuối năm. Trước lúc ra khơi, anh Pháp bảo đi chuyến này kiếm tiền lo cho vợ sinh nở. Anh hứa sẽ về sớm. Đêm 16 tháng 10, tàu của anh Pháp bị lốc xoáy lật úp. Anh là một trong những người mất tích. Sáng hôm sau, chị Liên nghe tin chìm tàu. Linh tính chẳng lành, chị bất chấp mưa gió, ngược xuôi dò hỏi thông tin, rồi chết lặng khi biết tin chồng gặp nạn. Sóng lớn, nước lạnh lắm, làm sao anh ấy chịu nổi. Còn em, còn các con anh ơi, chị Liên khóc nức nở. Nghe tin con rể gặp nạn, bà Huỳnh Thị Ngọc ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tất tuổi ra chăm sóc con gái. Lòng bà cũng như lửa đốt. Thằng Pháp mà không về làm sao con Liên chịu nổi, rồi mấy đứa nhỏ sẽ ra sao? Nỗi sợ xâm chiếm khiến bà Ngọc run rẩy. Từ khi nghe tin anh Pháp gặp nạn, nhà chị Liên lúc nào cũng đông người. Người thân, hàng xóm luôn bên cạnh động viên chị. Người hàng xóm lớn tuổi nói với chị Liên, rồi quay đi nén tiếng thở dài. Đừng khóc. Thằng Pháp sẽ về. Thủ tướng chỉ đạo rồi, hàng trăm người đang tìm kiếm ngoài đó. Bầu bì, đừng khóc. Chị Mai Thị Nghị, 42 tuổi, cũng trắng đêm chờ chồng. Ngư dân Đinh Văn Phương, chồng chị, ra khơi cùng anh Pháp trên chuyến tàu QNA90129TS. Chị Nghị nói, chuyến trước anh đi hơn 2 tháng, về được 20 triệu đồng đưa hết cho vợ. Ở nhà 10 ngày rồi anh lại đi. Chuyến biển cuối năm rơi vào mùa biển động, nhiều bất chắc. Mỗi khi nghe báo tin thời tiết xấu là tôi lo, lo từ năm này qua năm khác, giờ nỗi lo đã trở thành sự thật. Cưới nhau hơn 20 năm, chừng ấy thời gian anh Phương đi biển. Cũng gần chục năm, anh góp vốn cùng chủ tàu QNA90129. Trời thương, những phiên biển thường có thu nhập. Nghề câu mực đặc thù, biển có gió lớn câu dễ hơn nên ai cũng ham. Phận làm vợ, mỗi lần chồng đi biển, chị Nghị lại phập phồng. Mùa này biển động, bão lớn, đáng sợ nhất là lốc xoáy trong đêm. Ông Đinh Văn Minh, anh trai ngư dân Phương, vừa về bờ được 2 ngày. Lênh đênh câu mực ở Trường Sa hơn 20 năm, ông Minh biết rõ những hiểm nguy rình rập. Ông Minh nói, hai tàu cá chìm do gặp lốc xoáy. Ngư dân chẳng lạ gì, mùa này gặp hoài. Lốc xoáy ban ngày thì không lo, mình nhìn thấy nên tránh được. Nhưng ban đêm thì chịu, lốc nó hất tàu lên là chìm luôn. Trầm ngâm một hồi lâu, ông Minh nhận định, đêm đó các anh em trên tàu QNA90129TS nghỉ ngơi không làm việc, nên khi gặp nạn bất ngờ không kịp trở tay, không ai kịp ôm phao. Vì thế, nhiều người mất tích. Ông Minh nói thêm, lốc xoáy hất chìm hai tàu, nhưng tàu kia chỉ có một người mất tích. Riêng tàu QNA90129TS của Phương hiện còn 12 người mất tích. Chắc anh em đang ngủ mà gặp lốc xoáy hất chìm tàu, nên chẳng ai kịp ôm phao. Lo cho tính mạng của ngư dân Phương, ông Minh lại có thêm nỗi lo nữa khi người em út tên là Đinh Văn Khánh cũng đang câu mực ở Trường Sa. Từ trưa đến giờ, ông liên tục hỏi thăm tình hình và dặn anh Khánh nói chủ tàu cẩn thận, bởi mùa này lốc xoáy ở Trường Sa thường xuyên xuất hiện. Sáng ngày 17 tháng 10, trời mưa xối xả nhưng con đường vào thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tấp nập người ra vào. Nghe ngóng tin hai chiếc tàu câu mực của ngư dân địa phương chìm trên vùng biển Trường Sa Việt Nam. Ngôi nhà của ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, thôn Đông An, chủ tàu QNA90129TS,
bị chìm trên vùng biển Trường Sa làm 14 người mất tích, đông đúc người tới thăm. Hơn chục phụ nữ ngồi trong nhà, gương mặt thất thần, lo lắng. Họ truyền tai nhau những thông tin nghe được về chiếc tàu của ngư dân Viên. Lấy chồng đi biển, hồn treo cột buồm. Câu nói đượm buồn vọng ra từ đám đông phụ nữ nghe nhói lòng. Bà Tuận, vợ ngư dân Viên kể, tàu của gia đình xuất bến khoảng 10 ngày trước. Chiều qua, chồng gọi về thông báo, ngoài biển mưa lớn, anh em nghỉ ngơi trên tàu, không ai xuống thúng. Bà Tuận hy vọng, 3 giờ sáng, chị dâu thông báo tàu chìm, 14 người mất tích. Tôi đứng ngồi không yên. Giờ của cải tài sản mất sạch đã đành, cầu mong cứu được càng nhiều người càng tốt. Đến trưa, danh sách ngư dân mất tích đã có, vớt được 2 người nhưng sức khỏe đang yếu, hiện đều không qua khỏi. Ai nấy có người thân trong danh sách không khỏi đau buồn, gục ngã. Tại nhà của ngư dân Đỗ Văn Hải, thôn 4, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, cả gia đình khoảng 20 người tập trung ngóng chờ tin tức từ ngoài biển gửi vào. Trên gương mặt, ai cũng tỏ rõ sự lo lắng. Bà Đỗ Thị Hồng, thôn Đông An, ngồi cùng với 3 người phụ nữ khóc nức nở. Bà nói có em ruột đi biển trên tàu ngư dân Viên. Gia đình ông Hải có 3 người đi trên con tàu bị chìm, gồm ông Hải, em ruột ông Hải là ông Đỗ Văn Trung và người cháu gọi bằng cậu. Trong đó, ông Trung đã được thuyền bạn cứu sống lúc tàu mới chìm. Ông Hải và anh Phương mất tích. Bà Hồng chia sẻ, khi hay tin tàu chìm, cả gia đình thật sự rất sốc. Từ đêm hôm qua đến sáng nay, mọi người liên tục thắp hương cầu nguyện cho mọi người được bình an. Sáng nay, nghe ngóng được tàu cứu hộ đã vớt được thi thể em bà. Bà Hồng bật khóc. Nó hiền hậu, nhà cha tôi được mấy anh em trai. Nó là đứa hiếu thảo, biết trước biết sau. Làm biển bao năm, nó tích cóp vừa xây được căn nhà 500 triệu, nợ trả chưa hết mà giờ mất rồi. Đang nói dở, chuông điện thoại reo lên. Bà Hồng không ngừng khóc, báo tin cho người thân em trai đã mất. Không còn hy vọng gì nữa. Tội quá con ơi, vớt lên rồi, mất rồi. Đến nhà ngư dân Viên từ sáng sớm, bà Trần Thị Bình, ngụ thôn Đông An cho hay, sáng nay đang ra hồ tôm của con, phụ giúp con xuất tôm bán. Nhưng nghe họ báo tàu của chồng tôi chìm, tôi không làm chi được, lo chạy sang đây, bà nói. Nghe tin tàu chìm, bà Bình không đi nổi. Sáng nay nghe ngóng danh sách thuyền viên gặp nạn, 14 người mất tích. Chồng bà không có trong danh sách, lòng nhẹ nhõm, nhưng không giấu được sự buồn bã khi anh em, người thân gặp nạn. Bà Bình nói, 54 anh em đi chung tàu, giờ gặp nạn 14 người mất tích, ai mà không đau xót, cầu mong phép màu đến với anh em. Nhà của ngư dân Đặng Thống Tới, 62 tuổi, ngụ thôn Đông An, nằm trong danh sách 14 người mất tích, đông người lui tới. Họ đứng xúm lại, cùng nói chuyện, chắp tay lại ông trời, cầu mong phép màu xảy ra. Ở nhà ông Tới, anh ruột bà Đặng Thị Tránh, thôn Đông An, bà Tránh cho hay, chị dâu nghe tin tàu bị chìm liền ngất xỉu, nằm bệt ở nhà bên, không ăn uống gì được. Bà con giấu giếm thông tin, ông Tới nằm trong danh sách người mất tích, sợ bà sốc. Bà Tránh nói, sáng nay đang đi chợ, nghe tin tàu của anh trai gặp nạn, tôi bỏ hết chạy về đây. Giờ ở đây, nghe ngóng thông tin từng giờ, từng phút. Con trai ông Tới là anh Đặng Thế Công, thất thần trước cửa nhà, ngóng chờ tin cha từ cứu hộ trên biển. Anh nói, nhận được tin cha mất tích từ sáng, nghe tin mà như sét đánh bên tai, chỉ còn khấn trời đất thương để cha trở về. Sáng nay, Sở Chỉ huy Tiền Phương đã được thành lập tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh làm trưởng ban. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng tham gia. Thông tin ban đầu, lúc 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, tàu cá QNA 90129TS do ngư dân Lương Văn Viên, 57 tuổi, ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực tại vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Được biết, qua kiểm tra, tàu cá QNA 90129TS do ông Lương Văn Viên tự ý vượt trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, không làm thủ tục xuất bến. Thời điểm trên, tàu hoạt động tại vị trí có tọa độ 13 độ 37 Bắc, 114 độ 39 Đông, cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc thì bị lốc xoáy đánh chìm. Nhận tin, tàu cá QNA 90039TS hoạt động gần khu vực này đã đến ứng cứu, vớt được 40 thuyền viên. Hiện còn 14 ngư dân đang mất tích. Tàu QNA 90039TS đang tìm kiếm và kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu chìm hỗ trợ tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà giữ liên hệ với tàu cá QNA 90039TS, thông báo tình hình tàu chìm cho vùng 4 Hải quân và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải, khu vực 4, nắm tình hình và hỗ trợ.
Một vụ chìm tàu khác xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 17 tháng 10. Tàu cá QNA 900927 đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 13 độ 32 bắc, 113 độ 27 đông, cách bờ biển thành phố Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng đông đông nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc tây bắc thì bị sóng đánh chìm. Tàu cá QNA 91782TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 38 thuyền viên trên tàu cá QNA 90927TS. Hiện tại còn ngư dân Nguyễn Duy Định, 63 tuổi, ngụ tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành đang mất tích. Hiện tại, khu vực này đang có 4 tàu tham gia tìm kiếm. Tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng huy động tàu của Hải quân ở Song Tử Tây, tàu của Cảnh sát biển vùng 2 đang di chuyển ra khu vực để tìm kiếm ngư dân mất tích. Cùng ngày, ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn ngư dân bị mất tích trên biển. Thưa quý vị, 7 tàu cá và nhiều tàu của lực lượng chức năng đang tiến về khu vực đảo Song Tử Tây để tìm kiếm 13 ngư dân mất tích. Thủ tướng cũng có công điện yêu cầu bằng mọi cách tìm cứu các ngư dân. Tất cả lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm, hy vọng sẽ có phép màu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc để gửi tới quý vị khán giả. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.